Sau một tuần tạm yên thì giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc lại tiếp tục tăng vọt. Nhiều nơi tuần trước đã quay đầu giảm nhẹ về dưới 90.000 đồng một kg thì nay lại vượt quá mốc này. Nguyên nhân chính được cho là do tình trạng khan hiếm cục bộ nguồn lợn thịt, trong khi sau thời gian cách ly xã hội thì các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp và công sở, trường học đã mở cửa trở lại. Tổng nhu cầu tiêu thụ thịt đã tăng mạnh trở lại. Giá lợn hơi tại Thái Nguyên hôm nay tăng từ 1 đến 2.000 đồng một kg, đạt 91.000 đồng một kg và 92.000 đồng một kg. Hà Nội tăng đến 6.000 đồng lên mức 91.000 đồng một kg. Hưng Yên tăng 3.000 đồng lên 93.000 đồng một kg, bằng giá Ninh Bình và Bắc Giang. Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang ở mức 86 đến 87.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại từ 88 đến 90.000 đồng một kg. Miền Trung có đỉnh giá thấp hơn, cao nhất là Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Nam là 90.000 đồng một kg, thấp nhất là Hà Tĩnh và Lâm Đồng lên mức 85.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại trong khoảng 87 đến 89.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Nam hôm nay thấp nhất nước, phổ biến từ 83 đến 85.000 đồng một kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, thủ phủ lợn Đồng Nai và Vũng Tàu cao nhất khu vực này ở mức 85.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại phần lớn có giá 83.000 đồng một kg. Khu vực Tây Nam Bộ hôm nay có giá cao hơn. Ngoài Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long, giá lợn hơi từ 84 đến 85.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại đều ở mức 88.000 đồng một kg. Thưa quý vị, là rõ ràng nếu không có những giải pháp đồng bộ kể cả về mặt pháp lý thì không thể bắt các doanh nghiệp giảm giá lợn hơi được. Và trong khi nhiều biện pháp được triển khai để bình ổn thị trường thịt lợn, chưa thể ngay trong một sớm một chiều và kéo giảm giá thịt lợn xuống, thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là cần phải có những chế tài để quản lý giá thịt lợn trên thị trường, cụ thể là đưa thịt lợn vào diện bình ổn giá và dự trữ quốc gia để tránh tình trạng là tăng cao như là trong thời gian vừa qua và ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng. Theo Tổng cục Thống kê, giá thịt lợn hiện nay đang ở mức rất cao và tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng CPI của cả nước. Cụ thể, CPI tháng 1 năm 2020 tăng ở mức 1,23% so với tháng 12 năm 2019. Chỉ số của tháng 2 năm 2020 có giảm 0,17% so với tháng 1 năm 2020, nhưng bình quân 2 tháng đầu năm 2020, CPI tăng 5,91% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này đã có tác động rất lớn đến việc kiểm soát mặt bằng giá trong quý 1 và cả năm 2020, theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 4%. Trong số trên 700 cái mặt hàng tổng thống kê thu thập để tính cái CPI, thì riêng cái thịt lợn là nó đã chiếm quyền số là 4,2%. Thì ngay các cái tổng công ty lớn người ta nói là giá thịt lợn thì chỉ từ 35 đến 40 thôi. Cộng lắm cái chi quản lý vào thì tầm cỡ độ 45 thôi. Cho nên người bán, người ta bán 50 đến 60 thì đã quá lãi rồi. Cho nên câu chuyện ở đây làm thế nào để cái giá thịt lợn giảm sâu được. Cũng theo tính toán của Tổng cục Thống kê, trong cơ cấu giá của năm 2020, kéo được giá thịt lợn hơi giảm xuống 60.000 đồng một kg thì mới đảm bảo được CPI giảm mạnh và ở mức độ an toàn. Còn nếu giá thịt lợn hơi mà giảm vào 6 tháng cuối năm thì sẽ không có tác động mạnh đến CPI cả năm. Trước đó, vụ thống kê giá, Tổng cục Thống kê cũng liên tục chỉ ra sự bất hợp lý khi giá thịt lợn cứ neo ở mức cao. Bình quân mức giá lợn hơi 80.000 đồng một kg, nhưng ra đến ngoài thị trường gấp đến 1,7 lần. Có sự chênh lệch lớn như thế bởi mặt hàng này không thuộc diện bình ổn theo luật giá, cũng không phải mặt hàng kê khai giá, nên doanh nghiệp sẽ tự chịu trách nhiệm. Do đó, cần phải có những giải pháp về giá với mặt hàng này để không có sự chia sẻ về lợi ích của doanh nghiệp và để ổn định kinh tế vĩ mô. Còn theo vụ thị trường trong nước của Bộ Công Thương, qua kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp, dù ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, chi phí sản xuất có cao hơn nhưng bình quân giá thành vào khoảng 45.000 đồng một kg và với giá bán 72.000 đồng cho đến 74.000 đồng một kg, doanh nghiệp đã lãi từ 2,5 cho đến 3 triệu đồng một con. Thời gian qua, giá thịt lợn rất thiếu ổn định, lúc cần phải giải cứu, lúc lại tăng giá quá cao. Trong khi đây là mặt hàng thực phẩm thiết yếu của đời sống, chiếm khoảng 60 cho đến 70% trong tiêu dùng thịt của người dân. Vì vậy, thời gian tới, để có cơ chế chủ động điều chỉnh giá thịt lợn, cần thiết phải đưa mặt hàng này vào danh sách bình ổn giá theo quy định tại luật giá năm 2012. Căn cứ vào thực tế này, mới đây báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp để bình ổn thị trường thịt lợn.
đại diện Bộ Công Thương cũng nêu lên kiến nghị cần đưa mặt hàng này vào danh mục bình ổn giá. Là Chính phủ xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đưa mặt hàng thịt lợn vào danh mục mặt hàng bình ổn giá. Để ví dụ như là những ông ấy, giá thành như vậy là chỉ có 40.000, 45.000, ông lại bán đến 80, 90.000 thì không được, thì ông phải kê khai qua Bộ Tài chính. Giá ông bán như vậy là cùng lắm là 50, hay 55 hay là 60 chứ không thể đến 90 được. Để ngăn chặn cái việc họ tăng giá mà hiện nay chúng ta không có biện pháp nào để chúng ta kiềm chế cả. Trước đó nhiều ý kiến cũng cho rằng chính vì thịt lợn chưa được đưa vào mặt hàng bình ổn giá và dự trữ quốc gia nên rất khó điều chỉnh giá bán khi thị trường có biến động mà chỉ trông chờ vào việc kêu gọi các doanh nghiệp giảm giá bán. Tuy nhiên, để thực hiện được vấn đề này thì vẫn còn nhiều rào cản cần được tháo gỡ. Tôi cho rằng là các doanh nghiệp phải cần đổi mới cái khâu logistics, đó là cái khâu chúng ta phải có cái hệ thống kho mà đủ cái khả năng công suất chứa, và cũng là qua đó để chúng ta có thể là đón đầu những cơ hội, chúng ta có thể là giữ được hàng trong dài hạn để chúng ta cung cấp cho thị trường. Doanh nghiệp một mình họ không làm được, phải có vai trò nhà nước. Một, chúng ta hỗ trợ trực tiếp. Cái thứ hai nữa, cũng có những nước người ta đã có kinh nghiệm, người ta là xây hệ thống kho, nhà nước bỏ tiền xây cho các doanh nghiệp thuê, bởi vì nhà nước phải chịu sự rủi ro về mình. Chứ còn nếu bây giờ doanh nghiệp lại vừa đào tạo, vừa để xây dựng kho tàng này, vừa lại như thế là cấp điện này, vừa lại vấn đề là đi thu mua nguyên liệu để lo này, và lại lo lên lúc giờ sản phẩm không ra bán được này, thì rõ ràng là rủi ro về doanh nghiệp quá cả. Vâng, tiếp theo sẽ là một câu hỏi thuộc về lĩnh vực chăn nuôi thú y đến từ một khán giả có số điện thoại 0944 3 số cuối 921. Khán giả có hỏi là lợn bắt về 1 tháng 2 ngày và nặng từ 8 đến 9kg. Gần đây thì có hiện tượng là mấy ngày đầu đi phân bình thường, vài ngày thì đi phân màu đen, sau đó thì biến thành màu vàng. Đã dùng thuốc kháng sinh cho lợn được 6 ngày thì lợn đi ngoài tiêu chảy, chướng bụng. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào ạ? Xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thắng. Vâng, thưa khán giả, với cái biểu hiện trên thì theo chúng tôi đàn lợn của nhà khán giả bị mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy do E. coli. Và để khắc phục cái hiện tượng trên thì khán giả cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải giữ ấm cho lợn. Thế vậy thì giữ ấm cho lợn ở đây bằng cách là nếu mà nuôi theo cái phương thức là chuồng nền thì phải dùng các cái sạp tre hoặc là sạp gỗ để góc chuồng cho lợn nằm lên, để tránh lợn nằm trực tiếp dưới nền chuồng và gây lạnh bụng và gây nên cái hiện tượng tiêu chảy như khán giả từng mô tả. Hoặc là nếu có điều kiện nữa thì có thể là dùng cái đèn hồng ngoại treo vào cái góc chuồng nơi mà lợn nằm, cũng có tác dụng giữ ấm cho đàn lợn rất là tốt, và nó hạn chế được cái hiện tượng tiêu chảy. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cần lưu ý điều chỉnh lại cái khẩu phần thức ăn. Thế vậy điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn ở đây là gì? Dùng giảm cái lượng thức ăn tinh, đặc biệt là những cái thức ăn mà có cái hàm lượng protein, lipid và những thức ăn tanh nhiều thì phải giảm đi, và tăng cái lượng thức ăn xanh lên. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba, khán giả cần phải tiến hành theo một cái phác đồ điều trị như sau. Việc đầu tiên là dùng kháng thể E. coli tiêm cho toàn đàn lợn, cả những con còn khỏe và cả những con bị tiêu chảy, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và tiêm liên tục 3 ngày liền. Tôi nhắc lại, phải tiêm kháng thể E. coli, tiêm liên tục 3 ngày liền. Thế vậy thì cái tiêm kháng thể E. coli là phải tiêm vào xoang phúc mạc ở vùng bụng, và sau khi tiêm có thể có một số có cái phản ứng sốc phản vệ, tức là lợn có thể là run hoặc có thể sùi bọt mép, nhưng một cái thời gian rất ngắn nó sẽ hồi phục trở lại, cho nên khán giả không cần quan tâm. Sau đó thì khán giả tiêm tiếp những cái kháng sinh mà có tác dụng để diệt cái vi khuẩn E. coli, ví dụ như là dùng colistin để tiêm, hoặc có thể là dùng quy Nolai để tiêm, hoặc có thể dùng các cái trường hợp sau đây cho lợn uống như Ampi Coli, Amoxicot, rồi Biceptone, Enzoflox hoặc là Enzofloxacin, hoặc là Enrosin, vân vân. Những thuốc này tiêm hoặc là cho uống liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm.
và để tăng cường cái quá trình tiêu hóa, hấp thu cũng như bổ sung nước cũng như chất điện giải, thì khán giả dùng điện giải gluco case thảo dược kết hợp với multivit và kết hợp với vitamin ADE hòa với nước cho lợn uống tự do, và dùng men tiêu hóa trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày. Với cái phác đồ trên tác động liên tục 5 đến 7 ngày sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn lợn như khán giả mô tả. Dạ vâng.